Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng một phản. Như vậy giờ mình kết thúc video nhé các bạn. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé các bạn. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh da trời. Cái dây này vẫn chìm nên nó không ấy đâu nhỉ. Thế là mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Ít mỏng quá. Thôi rồi. 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 Thô
mua đường thốt nốt về. Nhưng bà mía thì cái là cái hoa không hiểu. Nhìn cái màu nó đẹp. Mấy bạn? Nhưng mà cháy nó cũng dẻo mà. Vậy là mình đã tô màu xong, cảm ơn tất cả các bạn xem hết video. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên mình sẽ làm màu đậu ạ. Mình sẽ đi tô màu nha các bạn. Hay là mình sẽ dùng một tí. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Anh Quân đâu? Anh Tý đâu? Tý nó đi học à? Tý nó học chứ. Nó sắp về chưa? Nó về chưa? Đi nó đi học về chưa? Ôi, dây ngắn nó sạc pin iPhone nó không? Bị sao không nhỉ? Gì? Dây ngắn quá sạc pin iPhone nó bị sao không nhỉ? Dây ngắn quá? Vâng. Thế nó làm sao rồi? Sợ nó dây ngắn quá nó bị làm sao nổ như thế này. Thế là nó không tới. Em đây, em có cái sạc iPod này mà điện thoại đang hết pin, đang thử cấm vào xem nó bị làm sao không. À ngắn tí. Ui giả nó vẫn là giả. Ôi sợ ngắn này nó không, nó kiểu quá tải dây cái sợ này nó chết người này. Chị nghĩ em xài được. Tại vì hôm nay em không mang dây sạc đâu, lại hết pin. Nên chị anh có đây. Ui da. Chị anh nó có dây sạc iPhone không vậy? Thế là mình sẽ cầm một vài. Thank you.
Vừa làm vừa trông trẻ. Béo này. Con này con này ăn gì cũng béo. Gì mà này đó. Được rồi. Nhét tất vào mồm em. Gì chủ nhà nó bây giờ à? Ai? Điên á. Chủ nhà tuần sau cơ. Tuần sau á? Vâng. Tưởng bà, thứ hai tuần sau là ra cơ nhưng bà mà. Bà đã tin đưa ra rồi à? Đâu là này là anh Hùng đón. Sao này anh Hùng về cho anh Hùng đón này. Ừ. Thằng Hùng nó về là đi xe máy á? Chắc đi xe máy. Ừ. Ông đấy bà quen rồi, đi yêu 2 tiếng ấy nợ. Chị Vi, bà ấy đi tung ca linh. Chị Vi đi. Bà ăn chị à? Ăn đi. Này nó cũng kêu gì béo này. Chị Vi đi bà xem nào. Thấy cái gì à, đó? À, này đây, nó dính một bắt. Dính đây, bà không đắm biết làm kiểu gì. Dính cái con nhà ta này, luôn đi. Cắn bà, luôn. Bà nhà ta là đó, đó, đó. Đi kiểu. Đó, nhà ta luôn mồm thế. Nhục chứ. Nói vừa ấy mẹ nó của bố vừa đánh ngã. Thế? Ngã ngã thằng này ngã đó ngã thằng nào ngã đâu ngã trên bùa gì ngã đập vào cái giày chảy máu chân của đánh này. Anh Quân đi, anh biết đi học à? Cũng biết ngơ là ấy á. Đang có đi học không? Chơi đẹp. Vậy là mình đã tập một xong, cảm ơn các